gần nhất thì ở chung kết thế giới thì mình cũng có một cái vào một cái vòng nhánh gọi là vòng vòng quyết định, thì ở lần này thì cũng vậy. Cá nhân em khi nghĩ về đội Lan thì mình đánh giá đây là đội cũng khá là mạnh, tuy nhiên rằng là đội mình khi gặp đội họ thì mình tin là đội mình sẽ chiến thắng được trước họ. Pelo que eu vi de jogarem, a gente está mais preparado para esse MSI. Eles tiveram alguns desfalques na equipe e isso mostrou pra gente que eles não são a mesma equipe que destruiu a gente no último Worlds. Mình nghĩ là mấy bạn Lao nên lo sợ và chuẩn bị tinh thần những thất bại trước game đi. Nó cũng sẽ là kết quả tương tự như trận gần nhất thôi. Bom, Kiaia, dessa vez vai ser diferente. É a gente que vai mandar vocês direto pra casa. Last time I've been in Worlds, I feel a bit disappointed by my performance. Now at MSI, I feel like I can do it way better. I know a lot of people think LATAM is a weak region, but I know we can surprise. 看过对面 Astro 打野的直播嘛，我觉得他威尔哥那时候在看威尔哥，我觉得他玩的蛮好的，然后我觉得我们不能轻敌，一定要。I know this won't be easy, but we're here for a reason. Astro, 你们准备好回家吧。